năm 2017 tại Baby Club vùng Southwest Houston, Texas, cô Linh Nguyễn, người tiên phong đã tổ chức long trọng đêm hội Những Người Con Lai Mỹ Việt. Cô Linh Nguyễn cũng là mạnh thường quân của cộng đồng người Việt Houston. Cô luôn sát cánh với ủy ban cứu trợ, giúp đỡ từng miếng cơm, thức uống, quần áo, chăn mền cho nạn nhân của cơn bão dữ Harvey vừa qua. Mục đích của buổi họp mặt hôm nay là vận động cho những người con lai còn ở Việt Nam, những người con lai còn gặp nhiều trở ngại về nhập quốc tịch Mỹ và khó khăn trong cuộc sống tại quê cha. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều ba mươi tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương vườn cao luống rau. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ lòng quá to, em mang xuân từ một lời ca dao. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ ta hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Anh mơ rằng một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang nở hoa. Như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếm vào con muốn cả trăng vàng. Sự hiện diện của nghị viên Steve Lê, Chủ tịch cộng đồng chúng ta Trần Quốc Anh cùng ban đại diện Hội đồng Liên tôn ông Trần Hiến, thân hữu và gia đình con lai từ các tiểu bang xa đến tham dự. Chiến tranh đã kết thúc hơn mấy chục năm qua, nhưng vết thương của cuộc chiến đang ngày đêm trướng máu. Một trong những đau buồn của chiến tranh còn để lại là những đứa con lai Mỹ Việt, kết quả của những mối tình ngắn ngủi của những người lính Mỹ với các cô gái Việt. Họ ra đi, bỏ lại sau lưng những đứa con lai mang hai dòng máu đang sống trong sự giằng vặt của xã hội, bị kỳ thị, bị xua đuổi. Phần đông những người con lai có mặt tại đây được sinh ra trong năm 1971-1972. Đây là lúc Mỹ rút quân ồ ạt rời khỏi Việt Nam. Những người con lai sống trong sự đau khổ, nhọc nhằn, họ là những mảnh đời bị chối bỏ. Bài dân ca tha thiết đậm đà, từ tha hương nghe bài dân ca. Câu dân ca ấm lòng người đi xa, anh mơ rằng một ngày xuân năm ấy, có anh về cùng trăng vàng. Thật sự cũng không phải là một cái buổi gây quỹ mà đúng hơn là một cái buổi hội ngộ. Tất cả anh em lai trên toàn nước Mỹ đều về Houston đây để anh em hội ngộ với nhau. Chúng tôi có một cái mục đích là để anh em hội ngộ và để cùng lấy chữ ký để chúng tôi gửi lên trên quốc hội, là tụi tôi đang cần làm một ba cái chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất là chúng tôi vận động để cho những anh em lai ở nước Mỹ được chính thức vô thẳng quốc tịch luôn, không cần phải thi. Cái chuyện thứ hai là chúng tôi vận động lên tiếng để hỗ trợ cho những anh em còn lại quê nhà, gần 2.000 người ở tại Việt Nam chưa có được
đi. Và cái chuyện thứ ba nữa là chúng tôi vận động để cho những anh em lai, hiện bây giờ có một số anh em đang bị tù tội, không có được trả về Việt Nam. Đó là ba mục đích chúng tôi cần làm cái buổi ngày hôm nay để mời hội ngộ với nhau, để chúng tôi đồng lòng lấy chữ ký để làm những cái chuyện đó. Và cũng cái tâm nguyện của tôi là cách đây 10 năm tôi có làm một lần rất là thành công, nhưng sau đó rồi anh em cũng giải tán, không có tụ lại nữa. Ở đây tất cả hội nào cũng có hết, mỗi năm hội nào cũng có cái buổi hội, hội ngộ với nhau. Nhưng bản thân anh em lai thì ngày hôm nay muốn làm được ba cái chuyện đó thì phải thật sự nhiều bàn tay, nhiều anh em tụ lại để lấy chữ ký, để có tiếng nói, để mà chúng tôi làm được ba cái điều mà chúng tôi đang phải quyết tâm phải làm ba cái chuyện này đó. Đúng ra là chúng tôi làm ngày 31, nhưng mà ngày 31 là ngày countdown, ở đây là tất cả nhiều nơi rất là làm, thì anh em chúng tôi phải làm ngày 30. Thì cũng lấy ngày hôm nay tôi cũng xin chúc tất cả quý khán giả của Vietfay và những anh em like mà có coi được cái chương trình này, có nghe được những lời tôi nói, thì có thể rằng là tháng 7 chúng tôi đã quyết định chọn hàng năm là ngày lễ Julifor, là ngày hội ngộ của anh em like toàn quốc về Hilton. Thì tôi cũng xin chúc tất cả các anh em một cái buổi Happy New Year của đại gia đình. Nếu anh em nào đã không có về được thì cũng nghe và có thể là liên lạc được với chúng tôi. Tại vì chúng tôi rất cần nhiều chữ ký của anh em, càng nhiều càng tốt để những cái chuyện mà chúng ta làm được thành công. Anh Nguyễn trước tiên kính chào Mỹ Linh, và sau là anh Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietface TV Houston. Tất cả những cái điều kiện mà anh chị em làm ở Việt Nam cần phải làm lại những cái thủ tục hồ sơ, và những cái đợt này đó mình làm thì mình phải khai sự thật mình chính là lai và phải có đầy đủ chứng từ mình là người lai, thì tất cả những cái hồ sơ đó đều được duyệt để đi định cư tại Hoa Kỳ. Cái quá trình mà về DNA đó thì tất cả những anh chị em lai trong cái hội Emigration Children of Vietnam Veterans sẽ mua những cái đi ký hộp DNA của hãng Ancestry.com và sẽ gửi về Việt Nam cho những anh chị em đó lá thử. Thử xong rồi thì mình gửi lại cho cái hãng đó, thì khi mà mình có kết quả rồi đó thì tất cả những anh chị em lai có kết hợp với một nhóm người Mỹ nữa, thì những người Mỹ đó sẽ giúp những tìm lại những người thân nhân cho những anh chị em lai bên Việt Nam. Khi mà mình tìm được những thân nhân đó rồi đó thì mình sẽ nói chỉ những người thân nhân đó sẽ đi làm một cái thủ tục DNA nữa, nó gọi là relationship DNA. Thì khi mà mình thử cái đó rồi thì bên tổng lãnh sự họ sẽ gọi cái người lai đó lên trên bản tin tổng lãnh sự thử thêm một lần nữa để coi thử là cái DNA của người lai với người thân nhân nó có match hay không. Nếu mà đã match 99% rồi đó thì cái người lai đó tự động được đi chích ngừa và hoàn tất những cái thủ tục để được định cư. Cái con số mà còn lại bao nhiêu người anh chị em lai ở Việt Nam tới bây giờ thì anh chị em lai ở nước Mỹ cũng vẫn chưa có con số chính xác. Tại vì có những anh chị em ở trong những cái khu miền xa vắng đó thì mình chỉ khoảng từ 1.000 cho tới 2.000, nhưng mà chỉ là proximate mà thôi. Còn con số chính xác thì mình vẫn chưa có. Trước hết Hồng Yến xin kính chào Đài Vietfast TV. Ngày hôm nay chúng tôi là hội đồng đại diện cộng đồng tới đây để support cũng như là để có một cái sự đóng góp cho những người con Việt lai đã lưu lạc ở trên đất nước Việt Nam. Trong khi mà tôi còn ở lại Việt Nam thì đã thấy rất là nhiều hoàn cảnh những người con lai mà sống trên đất quê mẹ nhưng lại không có biết người cha là ai, sống với trong sự tủi nhục cũng như là sự lưu lạc mà mình muốn tìm lại cội nguồn, tôi muốn tìm lại người cha của mình nhưng mà vẫn không thể nào mà biết được, coi như là mình bị coi thường hoặc là cái sự kỳ thị ở ngay trên đất nước mình. Ngày hôm nay chúng tôi tới đây cũng mong là tất cả quý vị đồng hương có thể giúp cho cái chương trình này để mà có thể trở về đó thử máu cũng như là tìm lại được những người cha người mẹ mà những người đó khao khát được gọi một tiếng cha ơi mẹ ơi. Ngày hôm nay thật sự mục đích chúng ta gặp nhau vui vẻ, vui chơi sinh hoạt với nhau, còn cái gì chúng ta làm chúng ta vẫn tiếp tục làm. Và ở đây tôi rất xin cảm ơn ban cộng đồng và hội đồng liên tôn, tất cả những người rất là thương tôi đã có mặt ngày hôm nay, xin cảm ơn nhiều nha. Và xin cảm ơn tất cả mấy anh em ở xa đã bay về đây cho ngày hôm nay. Tôi hy vọng mỗi một năm chúng ta số lượng sẽ đông lên. Các đồng ý không?
Rồi, vậy thôi như đủ rồi. Giao lại cho Linh Đạt. Cái vấn đề quan trọng nhất là anh chị em mình đồng lòng và thương yêu nhau, bởi vì cái chữ tình like nó rất là có nghĩa. Giống như có những anh chị em like mình chưa có bao giờ gặp nhau hết, nhưng mà khi mà gặp nhau cái rồi là anh chị em giống như là đã bà con họ hàng từ ở thổ nào vậy. Đó là cái tình like, những người anh chị em like có một cái hoàn cảnh rất là giống nhau, bởi vì lý do đó mà anh chị em like rất là thương nhau. Năm 1989, chương trình Về Quê Cha đã cứu những người con lai thoát khỏi địa ngục trần gian. Hàng ngàn người con lai Mỹ Việt đã được định cư tại Hoa Kỳ, một đất nước tự do, dân chủ, hòa bình.